Thuy kiều cùng vợ Thi Vân hay có tâm mát ra sân mà đọ đùi. Đùi kiều vừa trắng vừa thon, đùi Vân cũng thế nhưng mà lại hơi đen. Thuy kiều cùng vợ Thi Vân ăn nó tâm mát rủ nhau mà đọ đen. Đèn kiều vừa sáng vừa xinh, đèn Vân cũng thế nhưng mà lại dâu ngu. Thuy kiều cùng vợ Thi Vân ăn nó tâm mát ra sân mà đọ đồ. Đồ kiều vừa trắng vừa to, đồ Vân cũng thế sao mà lại xung xuê. Đi solo, đến sáng mới hòa về nhà. Trong bao gai, toàn chó với vịt và gà. Thà chúng ra, chúng kêu như hát quốc ca. Rồi ngày mai, anh đem ra chợ ca bán, bán xong xuôi. Tối đến mình vào hoàng gia, thiệt tha và chỉ ghe. Thiệt tha anh cắn lắc đe, cha cha cha. Anh thấy thầy hỏi bà già, không tươi ra. Thì tôi thích bà rồi mà, đi siêu thị để mua tông lì. Ai ai ê, một tô tông lì và bát tân mì. Ai ai ê. Đi ê, xa léo đi ê. Một đôi lem xào, một đôi tông nào mà đéo biết ăn đôi nào. Đi ê, xa léo đi ê. Lăm đôi tông lì và bát cân mì mà đéo biết đi đôi gì. Alibaba, rồi bà ta mới mua nghìn ba. Alibaba, Alibaba và nhà người ta rất xe đạp ra. Bán cho siêu thị, yêu anh đi. Anh dắt em vào công viên, vào công viên. Em sướng em cười như điên. Yêu anh đi. Anh đã cắn lên từng hai. Quát làm em khó khăn. Yêu anh đi.